Dưa hấu là loại trái cây được nhiều người yêu thích bởi dễ ăn, nhiều nước, có vị ngọt thanh, cung cấp nhiều vitamin cho cơ thể. Cũng chính vì vị ngọt của nó nên nhiều người quan tâm và muốn biết dưa hấu bao nhiêu calo. Ăn dưa hấu nhiều liệu có tăng cân không? 1. Tìm hiểu quả dưa hấu. Thành phần dinh dưỡng trong dưa hấu. Dưa hấu là một loại quả từ loài thực vật có hoa, mọc và bò lan trên mặt đất tương tự như bí ngô. Quả lớn dần từ khi đậu cho đến lúc thu hoạch. Quả dưa hấu có vỏ trơn nhẵn, màu xanh sẫm bên ngoài. Khi bổ ra có ruột đỏ bên trong, ruột nhiều nước. Dưa hấu thích hợp dùng để giải khát, người háo nước, bù nước và phục hồi cơ thể. Thành phần dinh dưỡng có trong 100g dưa hấu bao gồm calo 30, nước 91%, protein 0,6g, cáp 7,6g, đường 6,2g, chất xơ 0,4g, chất béo 0,2g, trong đó nước chiếm tỷ lệ lớn với 91% và cáp xếp sau đó chiếm 7,5%. 2. Dưa hấu bao nhiêu calo? 100g dưa hấu chứa bao nhiêu calo? Dưa hấu như nhiều người biết là loại quả nhiều nước và giàu vitamin được rất nhiều người ưa thích. Nhất là trong những ngày hè nóng nực thế, nhưng nhiều người không biết dưa hấu bao nhiêu calo và lo ngại rằng vị ngọt của loại quả này khiến trọng lượng cơ thể tăng lên nhanh chóng. Theo nghiên cứu, trong 100g dưa hấu chỉ có khoảng 30 calo, như vậy có thể thấy, dù có vị ngọt song lượng calo trong loại quả này lại khá thấp. Chính vì điều này giúp cho những ai đang muốn giảm cân, đang trong chế độ giảm cân sử dụng dưa hấu như một thực phẩm cho việc giảm béo của mình, vừa tốt cho sức khỏe lại an toàn. Dưa hấu chứa ít calo nhưng lại cung cấp nhiều loại vitamin thiết yếu cho cơ thể, cho làn da của bạn như vitamin C, A, B1, B5, B6, kali, magie và các chất ức chế quá trình oxy hóa của da như carotenoid, lycopene, quercetin E. 3. Ăn dưa hấu có béo không, tăng cân không? Nhiều người thực hiện chế độ ăn kiêng, giảm cân, giảm mỡ rất quan tâm đến chế độ ăn uống, thực phẩm ăn uống hàng ngày vì sợ không những không giảm cân mà còn khiến trọng lượng tăng lên. Ngay cả đối với hoa quả, ăn dưa hấu có béo không quả thực là điều không ít người băn khoăn khi loại quả này có vị ngọt đặc trưng. Theo góc nhìn từ chuyên gia dinh dưỡng, dưa hấu hoàn toàn không khiến cơ thể bạn tăng cân như các thực phẩm khác giàu mỡ, tinh bột, bởi lẽ dưa hấu có lượng calo rất thấp, chỉ 30 calo trong 100g, nên cơ thể bạn sẽ sử dụng gần như hết lượng calo này trong hoạt động sống thay vì nó tích lũy năng lượng dưới dạng mỡ thừa. Các nghiên cứu chỉ ra dưa hấu còn rất tốt cho những người ăn kiêng bởi có tác dụng hỗ trợ giảm cân cực kỳ hiệu quả khi nước chiếm đến 92%. 4. Một số món ăn từ dưa hấu giúp giảm cân hiệu quả. Bạn có thể tham khảo một số món ăn từ dưa hấu vừa đơn giản chế biến lại giúp giảm cân tốt cho cơ thể sau khi hiểu được vấn đề dưa hấu bao nhiêu calo. 4.1. Thạch dưa hấu. Nguyên liệu chuẩn bị: một quả dưa hấu, một gói bột rau câu, nước lọc, đường kính. Cách thực hiện: dưa hấu bổ đôi, dùng thìa nạo hết phần ruột dưa bỏ vào bát, nhặt bỏ hạt, nhớ giữ lại phần vỏ dưa, làm nhuyễn ruột dưa bằng máy xay, lọc bỏ phần bã dưa, chỉ lấy nước. Pha bột rau câu với đường và nước theo tỷ lệ mong muốn, đun sôi bột rau câu khoảng 5 phút và cho phần nước dưa hấu đã chuẩn bị vào khuấy đều. Để nguội khoảng 5 phút, sau đó đổ hỗn hợp đó vào vỏ dưa đã tách ruột ở bước 1. Cho thạch vào tủ lạnh ngăn mát đến khi thạch đông lại, cắt thành miếng và sử dụng. 4.2. Trà dưa hấu. Nguyên liệu chuẩn bị: trà bạc hà, dạng túi lọc, nước sôi và nước ép dưa hấu tỷ lệ 1:5:5 ml, 1 muỗng cà phê nước cốt chanh, 3 muỗng đường phèn, vài lá bạc hà hoặc húng lủi, 2 lát chanh mỏng và đá viên. Cách thực hiện: dưa hấu cạo ruột ép hoặc xay chắt lấy nước, lọc bã trà túi lọc ngâm trong nước sôi khoảng 3 phút và để nguội, cho nước ép dưa hấu và trà vào bình, thêm nước cốt chanh và đường, khuấy đều và thêm đá, trang trí bằng một vài lát chanh hoặc lá bạc hà. 4.3. Salad dưa hấu. Nguyên liệu chuẩn bị: 300g dưa hấu, 6 lá bạc hà, 2 muỗng dầu ô liu, 1 muỗng nước cốt chanh, 1/2 muỗng muối, 1/2 muỗng tiêu, 30g phô mai. Cách thực hiện: dưa hấu gọt vỏ, cắt miếng nhỏ, bỏ hạt cho ra tô, lá bạc hà rửa sạch cắt nhỏ, hòa tan 2 muỗng canh dầu ô liu, 1 muỗng canh nước cốt chanh, 1/2 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê tiêu trong chén, khuấy đều. Cho dưa hấu, lá bạc hà và phô mai vào tô, tràn đều hỗn hợp nước cốt chanh đã pha ở bước 2 vào, trộn đều, để hỗn hợp ra đĩa và trang trí theo sở thích. 5. Lưu ý khi ăn dưa hấu đúng cách giúp giảm cân, không gây béo. Những lưu ý dưới đây liên quan đến việc ăn dưa hấu giảm cân sẽ giúp bạn sở hữu dáng vóc cân đối hơn,
săn chắc hơn, nhất là chị em phụ nữ, không ăn chuối cùng dưa hấu, không nên ăn dưa hấu trước và sau bữa ăn. Không nên ăn quá nhiều, không nên ăn nhiều dưa hấu lạnh, những người suy thận không nên ăn. Không ăn dưa hấu nhiều vào buổi tối, bỏ hạt dưa hấu khi ăn, tổng kết cùng với nhiều loại trái cây thơm ngon. Dầu vitamin, dưa hấu là loại quả nhiều nước được nhiều người yêu thích, nhất là trong những ngày nắng nóng của mùa hè. Nếu bạn đang trong quá trình giảm cân thì cần chú ý dưa hấu bao nhiêu calo để xây dựng cho mình một chế độ ăn phù hợp với bản thân. Nếu thấy bài viết của Khỏe Mỗi Phút hữu ích thì đừng quên chia sẻ đến với nhiều người cùng biết nhé. Hãy theo dõi và cập nhật các bài viết mới hơn từ Khỏe Mỗi Phút để sống vui sống khỏe mỗi ngày. Chơi thể thao thường xuyên giúp cơ thể khỏe mạnh, sản sinh ra những hormone hạnh phúc endorphin tăng cảm giác thoải mái. Cho bạn cảm giác yêu đời, suy nghĩ tích cực, giảm stress, mệt mỏi, bên cạnh đó còn cải thiện chức năng hệ hô hấp. Phòng ngừa ung thư, tăng huyết áp, kiểm soát cân nặng, giữ vóc dáng thon gọn, cân đối. Link mua phẩm các sản phẩm liên quan mình để ở dưới mô tả và bình luận. Nếu bạn quan tâm có thể click xem và đặt mua nhé. Đợt này sản phẩm đang được giảm giá rất sâu, hãy nhanh tay đăng ký sớm nhé.